đã có kết quả kiểm tra việc sử dụng ethylene oxit trong mì hảo hảo và miến gút. Theo yêu cầu của Bộ Công Thương, AC Quốc Việt Nam đã tích cực điều tra nguyên nhân phát sinh trong sản phẩm và đã gửi Bộ Công Thương báo cáo trong hai ngày 28 tháng 8 và mùng 10 tháng 9. Theo đó, công ty đã tiến hành giả soát toàn bộ quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và lấy mẫu một số sản phẩm để tiến hành phân tích đối với chỉ tiêu ethylene oxit tại đơn vị kiểm nghiệm là công ty trách nhiệm hữu hạn Jobhin Sắc Ký Hải Đăng. Kết quả cho thấy, Tất cả các mẫu kiểm nghiệm đều không phát hiện ethylene oxide với phép thử có giới hạn phát hiện là 0,003 mg trên 1 kg, nhưng phát hiện ra chất 2CE với các giá trị phát hiện từ 0,62 mg trên 1 kg đến 5,98 mg trên 1 kg. Bước đầu phát hiện có nhà cung cấp sử dụng ethylene oxide để khử khuẩn trong một số nguyên liệu và kết quả phân tích nguyên liệu của một số nhà cung cấp cũng phát hiện có chất 2CE trong sản phẩm. Tuy nhiên, để có thể xác minh đầy đủ, nghiên cứu triệt để nhằm làm rõ nguyên nhân, AC Cúc Việt Nam đề nghị tiếp tục cần thêm thời gian. Trước đó ngày 20 tháng 8, trang chủ cơ quan an toàn thực phẩm Ireland, FSA đã đưa ra thông báo thu hồi một số lô sản phẩm mì ăn liền do có chứa chất s một chất có trong thành phần thuốc trừ sâu. Trong số những dòng sản phẩm bị FSA thu hồi, có hai sản phẩm do công ty AC Cúc Việt Nam sản xuất, gồm mì hảo hảo vị tôm chua cay, loại 77 g hạn sử dụng tới ngày 24 tháng 9 năm 2022 và miến gút hương vị sườn heo, loại 56 gram. Hạn sử dụng tới ngày 10 tháng 11 năm 2022. Ngoài ra trong số những dòng sản phẩm bị thu hồi còn có mì hải sản xa to của Trung Quốc, loại 120g, hạn sử dụng tới ngày 30 tháng 11 năm 2022.